tiếp tục hoạt động kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động năm 2024. Ngày 8 tháng 5, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động của tỉnh đã có buổi làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Nasty Vina. Hiện toàn bộ lao động của công ty đều được tham gia các loại hình bảo hiểm. Năm 2023, công ty cũng đã thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động như duy trì mạng lưới an toàn vệ sinh viên, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, tổ chức tập huấn về vệ sinh an toàn lao động. Công tác kiểm tra, kiểm định máy móc, thiết bị, vật tư cũng được thực hiện đảm bảo an toàn phục vụ sản xuất. Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đề nghị doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Bộ luật Lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động và Luật Bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp, sớm hoàn thiện phần nộp thiếu một số loại hình bảo hiểm và báo cáo đoàn kiểm tra trước ngày 20 tháng 5 năm 2024.